Nhằm hưởng ứng đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ, năm nay quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ ô tô, xe máy chung quanh khu vực phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc. Việc thu phí tự động đã góp phần giảm thiểu phát sinh về giá trông giữ xe, giảm ách tắc giao thông, tạo nên một không gian văn minh, lành mạnh cho người dân đi lễ chùa, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Năm nay, lần đầu tiên di tích văn hóa lịch sử Phủ Tây Hồ triển khai thu phí không dùng tiền mặt tại các bãi trông giữ xe, tương tự như thu phí đi cao tốc nhằm tạo thuận tiện cho người dân. Chỉ mất vài giây là người dân đã hoàn tất việc thanh toán và có thể rời khỏi bãi đỗ xe. Với xe ô tô đã dán thẻ VETC sẽ thanh toán tự động qua ví VETC. Với xe ô tô đã dán thẻ E-Pass và xe máy sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng, mã QR tự động. Thì nó rất là thuận tiện cho cánh lái xe tụi mình. Thế nhất là không có việc phải dừng chờ lâu hay là phải đợi lâu. Thì việc thu phí không dừng này rất tiện lợi. Có thể trong vòng tầm 1 đến 2 phút là bọn mình có thể xe vào bến và xe ra bến. Cái thứ nhất là vào thì nó rất thuận tiện và rất nhanh. Đấy, cái thứ hai là giá được niêm yết nên là chúng tôi rất là yên tâm để gửi xe dịch vụ và sử dụng dịch vụ tại đây. Phủ Tây Hồ hiện tại có 4 bãi trông giữ xe, 3 cho ô tô và 1 cho xe máy. Tất cả các bãi đều chấp nhận thanh toán không tiền mặt cũng như niêm yết giá trông giữ xe công khai, minh bạch. Cái việc thu phí không dùng tiền mặt kết hợp với phân luồng giao thông hợp lý đã tạo sự thuận lợi cũng như nhanh chóng cho các người dân đi lễ Phủ Tây Hồ. Cùng với việc thu phí trông giữ xe không tiền mặt, cơ quan chức năng quận Tây Hồ cũng vận động các nhà hàng, cơ sở kinh doanh triển khai thanh toán không tiền mặt qua hình thức chuyển khoản, quét mã QR nhằm tạo thuận lợi cho du khách. Về việc không dùng tiền mặt thì ở đây sẽ thuận tiện. Thứ nhất là đối với công tác kiểm soát về giá thì Ban Phường cũng đã yêu cầu các hộ kinh doanh công khai niêm yết về giá, tránh cái tình trạng là thu giá không đúng với quy định, không đúng với giá niêm yết tại các cửa hàng. Hàng năm, Phủ Tây Hồ đón hàng nghìn lượt du khách về du xuân đầu năm mới. Do đó, việc quận Tây Hồ triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại đây không chỉ thuận tiện với người dân mà còn tránh được tình trạng kẻ gian lợi dụng sự đông đúc trong lễ hội để móc túi người đi lễ, gây mất an ninh trật tự, an toàn và văn minh tại không gian linh thiêng, nơi thờ tự.